Thưa quý vị và các bạn, ngay sau khi nhận được thông báo khẩn từ Ủy ban nhân dân tỉnh, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh, Ban chỉ đạo tỉnh, Sở Y tế, Ban chỉ đạo thị xã Mỹ Hào đã nhanh chóng thực hiện các biện pháp phòng chống dịch, khẩn trương rà soát, cách ly những trường hợp có liên quan đến bệnh nhân 785. Đến ngày 9 tháng 8, Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 của thị xã Mỹ Hào đã khẩn trương thực hiện như lập danh sách cán bộ, nhân viên công ty, thông báo toàn tỉnh để rà soát khoanh vùng cách ly công ty thực phẩm Nippon Ham tại khu công nghiệp Thăng Long 2, nơi bệnh nhân số 785 làm việc, tổ chức phun khử trùng tại công ty và tại gia đình người tiếp xúc gần, thực hiện dừng hoạt động công ty Nippon Ham. Tại thị xã Mỹ Hào đã lập danh sách được 89 người là cán bộ nhân viên của công ty có hộ khẩu tại 8 tỉnh, thành phố gồm Hưng Yên, Hà Nội, Hải Dương, Bắc Ninh, Bắc Giang, Ninh Bình, Thái Bình, Nghệ An. Riêng tại Hưng Yên có 71 người tại 6 địa phương là Mỹ Hào, Văn Lâm, Yên Mỹ, Ân Thi, Khoái Châu, Văn Giang và 23 xã phường thị trấn. Rà soát được 10 F1, 32 F2, toàn bộ F1 đều đã được chuyển lên Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương cơ sở 2. Hiện tại cách ly 10 trường hợp F2 tại Trung tâm Y tế thị xã Mỹ Hào. Tiếp tục khẩn trương rà soát F2 và F3. Liên tục phát loa, khuyến cáo và thông báo cụ thể tới các gia đình có người cao tuổi, người có các bệnh lý nền và các trường hợp có nguy cơ cao khác, hạn chế tối đa việc ra ngoài, khu vực công cộng, tiếp xúc với người khác. Khi có vấn đề về sức khỏe phải liên hệ ngay với y tế xã, phường, bác sĩ gia đình.